lẽ như người đã hết ai đâu dám hẹn về mãi sau. Khi trái tim chìm trong nhịp thở, không quan tâm còn kiệm lời thì anh biết duyên này có lẽ chúng ta đến đây đứt đoạn rồi. Nhưng ngày mai anh tiếc về những gì mình đi qua, nhớ phút buông lơi. Anh biết ta chẳng muốn mình chia xa, nhưng làm sao anh phải làm sao khi cảm xúc đã không còn. Nên anh chọn phải ra và gác cho chính của mình đã chọn. Bởi vì anh biết chẳng có tương lai nào đâu, chỉ là do chúng ta cố chấp để ôm niềm đau. Bao nhiêu lần rồi chọn nó này từ lâu, nhưng khoảng cách hiện ra quá lớn và đây là lúc mình lạc nhau. Tuy nhiên anh đã có nói dối bản thân, mình còn thương em hơn trăm phần, nhưng thật ra em ơi đã chẳng thể bên nhau bền lâu.
sâu nặng lòng tìm chân người ra đi.